Kính thưa quý vị, kinh tế gia nổi tiếng nhất của Trung Quốc cho rằng cải cách là lối thoát duy nhất. Ông Wu Jinlian, người được mệnh danh là ông thị trường, là người được nhiều người xem là kinh tế gia nổi tiếng nhất của Trung Quốc. Trong những năm 80 và 90, ông là cố vấn cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc và đã giúp thúc đẩy những cải cách đã củng cố sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Nhưng trong những năm gần đây, người đàn ông 80 tuổi đã là một nhà phê bình thẳng thắn về những gì mà ông gọi là chế độ tư bản bè phái và đã kêu gọi thực hiện nhiều cải cách chính trị hơn. Đối với kế hoạch cải cách mới của Trung Quốc, ông Wu cho rằng các cải cách lần này mạnh hơn nhiều so với những kế hoạch cải cách của năm 1993. Các cải cách này được thiết lập cho một nền kinh tế thị trường hiện đại với mục tiêu loại trừ các yếu tố của các phương pháp kinh tế trước đây. Vì vậy, ông Wu cho rằng các cải cách lần này sẽ không dễ thực thi. Một mặt vì các tiêu chuẩn cao và mặt khác vì có các nhóm lợi ích cố hữu và các cải cách này tác động đến lợi ích của họ. Sẽ có rất nhiều rào cản và quan điểm phản đối các cải cách này. Vì vậy, sẽ cần rất nhiều can đảm chính trị để lãnh đạo và thực hiện các cải cách này. Tuy nhiên, ông Wu cũng nghĩ rằng yếu tố quan trọng nhất là tình hình trong nước và quốc tế. Hệ thống và mô hình tăng trưởng cũ đã tạo ra rất nhiều vấn đề và nếu cải cách không được thực hiện, Trung Quốc có thể phải đối mặt với khó khăn rất lớn. Giáo sư Wu nói thêm, thị trường tài chính và các quy định có rất nhiều vấn đề, thậm chí một số hệ thống cơ bản cũng không có. Các cơ chế giá thị trường cơ bản nhất, lãi suất và ngoại hối không được tự do hóa. Đây là những sửa đổi đầu tiên cần được thực hiện. Ngân hàng Trung ương đã nói về vấn đề này trong 2-3 năm qua và cần rất nhiều chuẩn bị cho các cải cách lãi suất và ngoại hối, vì khi tự do hóa lãi suất, rủi ro của các ngân hàng sẽ tăng lên. Vì vậy, cần có một số biện pháp để bảo vệ những người gửi tiền nhỏ, ngăn chặn hành vi thiếu đạo đức của các ngân hàng. Ông Wu cũng nghĩ rằng Ngân hàng Trung ương sẽ gia tăng tốc độ cải cách, một phần là vì khu thương mại tự do Thượng Hải được thiết kế để hoạt động theo các thông lệ quốc tế. Nếu khu vực này phát triển tốt, thì những nơi khác trong nước sẽ nhanh chóng sao chép. Nếu không, thì sẽ tạo ra tình trạng có hai tỷ giá hối đoái, hai mức lãi suất khác nhau và những vấn đề mới cho Trung Quốc. Ông Wu cho rằng các cải cách chính trị ở Trung Quốc cần có thời gian và điều quan trọng nhất hiện nay là quy định của pháp luật. Đây là một nhu cầu cấp bách vì một nền kinh tế thị trường hiện đại không thể tồn tại nếu không có quy định của pháp luật. Trung Quốc còn thiếu quy định của pháp luật cho nên có rất nhiều gian lận trên thị trường tại đây. Ông Wu cũng cho rằng khoảng cách giàu nghèo ở Trung Quốc hiện nay đã đạt đến một mức độ nguy hiểm, có thể nổ bất cứ lúc nào và tạo ra xung đột. Cách duy nhất để cải thiện tình hình là cải cách và thay đổi mô hình tăng trưởng, tạo ra một lực lượng lao động lớn với kỹ năng và kiến thức để thúc đẩy tiền lương tăng lên.